Hôm nay là Tết Trung Thu, một dịp lễ hội lớn trong năm đối với người dân nhiều nước ở châu Á. Các hoạt động đón Trung Thu đã được tổ chức tưng bừng tại nhiều nơi ở châu Á. Những màn múa rồng đã sôi động khắp các đường phố ở Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng khác với những màn múa rồng truyền thống, năm nay người dân Hồng Kông đã tạo ra một con rồng lửa khổng lồ dài 67 mét với hàng trăm nghìn que hương đốt cháy nghi ngút. Bầu không khí càng sôi động hơn khi cuộc diễu hành rồng lửa qua các ngã phố đã thu hút hàng trăm người dân cũng như du khách tham gia. Chúng tôi gần như đã bị đốt cháy, khói lửa ngay sát chúng tôi. Chúng tôi cứ phải quay lưng lại, nhìn rất thú vị, rất thú vị. Tim cháu đã đập rất nhanh khi cháu nhìn thấy con rồng lửa đi qua. Khi cháu nghe thấy tiếng trống, cháu cảm thấy tim mình cũng đập mạnh như tiếng trống vậy. Cũng tại Hồng Kông, một chiếc đèn lồng khổng lồ nổi trên mặt nước đã được thắp sáng để chào đón Trung Thu. Chiếc đèn lồng khổng lồ mang tên Mặt Trăng Vàng được làm từ tre và thép và là sự kết hợp giữa vải màu và hàng nghìn bóng đèn LED chiếu sáng từ bên trong. Tác phẩm nghệ thuật này cao 18 mét, rộng 21 mét. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng chiếc đèn lồng khổng lồ này qua một con đường nhỏ nổi trên mặt nước và ngắm đèn nhấp nháy theo điệu nhạc. Trong khi đó, ở Trung Quốc đại lục, người dân đã có một ngày nghỉ lễ ăn mừng vụ thu hoạch mùa thu như một phần của lễ hội trăng rằm. Rằm Trung Thu là một trong những lễ hội được tổ chức lớn nhất ở Trung Quốc. Và cũng như mọi năm, bánh Trung Thu là mặt hàng truyền thống được yêu thích nhất. Mọi người đã nô nức đi mua những hộp bánh thật đẹp, thật ngon để tặng người thân, để bày tỏ lòng cảm ơn với những người đã giúp đỡ mình trong năm qua. Giống Việt Nam, với người dân Trung Quốc, Tết Trung Thu là dịp để quây quần bên gia đình ăn bánh Trung Thu, là dịp để tặng cho trẻ em những món quà ý nghĩa của ngày rằm tháng 8 và tham gia những cuộc vui chơi như rước đèn Trung Thu.